Hoa hậu Hương Giang đang khiến người hâm mộ tiếc nuối khi công bố khép lại hành trình tình yêu với CEO Matt Liu sau 2 năm bên nhau. Cụ thể cô đã đăng ảnh ngọt ngào bên Matt Liu kèm với tin công bố chia tay. Cô viết, một hành trình yêu khép lại, hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em. Sẽ luôn bên cạnh anh, người đàn ông đặc biệt của em. Trước khi tan vỡ, cặp đôi từng dành cho nhau rất nhiều câu nói và hành động ngọt ngào nên càng khiến người hâm mộ tức nuối hơn. Vậy đâu là nguyên nhân chính dẫn đến việc chia tay này? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ống kính hậu trường. Sau nhiều đồn đoán, Hoa hậu Hương Giang công bố khép lại hành trình tình yêu với CEO Matt Liu sau 2 năm bên nhau. Mới đây, Hoa hậu Hương Giang bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh cô và Matt Liu chụp ảnh thân thiết kèm lời tuyên bố chia tay sau 2 năm yêu. Một hành trình yêu khép lại, hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em. Sẽ luôn bên cạnh anh, người đàn ông đặc biệt của em. Ngay phía dưới bài viết của Hương Giang, Matt Liu cũng đáp lại đầy tình cảm. Cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới. Tuy chọn cách chia tay văn minh và sau rất nhiều lần cư dân mạng đồn cả hai đứt gánh, nhưng tuyên bố mới nhất của Hương Giang khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Bởi ngày 21 tháng 6 mới đây, CEO Matt Liu còn đăng ảnh tình tứ bên Hương Giang trong căn biệt thự triệu đô với dòng trạng thái cực tình cảm. Không có từ nào có thể diễn tả được em quan trọng với anh thế nào, mừng kỷ niệm 2 năm. Chính Hương Giang cũng đăng trạng thái đầy hài hước trên trang cá nhân của mình, tròn 2 năm đánh gôn chung với nhau, từ lúc chưa biết chơi gôn tới bây giờ đánh vẫn bể như thường. Chỉ mới chưa đầy 2 tháng trước, cả hai còn mặn nồng và dành cho nhau những lời ngọt ngào, vì vậy cả hai tuyên bố chia tay khiến không ít cư dân mạng bất ngờ và đặt ra câu hỏi, vì sao lại là thời điểm này? Tuy nhiên đây chỉ là những thắc mắc của cư dân mạng. Lý do vì sao cặp đôi tuyên bố chia tay dù mới chia sẻ hình ảnh ngọt ngào vẫn còn bỏ ngỏ. Mới đang kỷ niệm yêu nhau 2 năm đây mà, quá tiếc nuối cho cặp đôi đẹp em yêu thích, dù như thế nào cũng chúc anh chị sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực. Mỗi thứ đều là duyên, cho dù anh chị không tiếp tục trên con đường hạnh phúc nhưng trên con đường đời, sự nghiệp, anh chị luôn là những người bạn tốt và tri kỷ ạ, khi tập đặc biệt của người ấy là ai. Cách đây 2 năm lên sóng với sự xuất hiện của Hương Giang, nhiều khán giả không khỏi xúc động trước hình ảnh một nàng hậu mất niềm tin vào tình yêu sau những sai lầm đáng tiếc. May mắn thay, sự xuất hiện của Matt Liu trong màn lộ diện cuối cùng đã khiến trái tim cô nàng như được chữa lành. Trước khi đến với chương trình, vị CEO người Singapore đã tìm hiểu về Hương Giang và ấn tượng với sự thông minh, xinh đẹp nhưng cũng không kém phần bản lĩnh của cô. Trong chương trình, Matt Liu đã chia sẻ rằng anh không quan tâm đến những lời bàn tán về bạn gái là người chuyển giới. Bên cạnh đó, khi biết con trai mình tham gia người ấy là ai, anh đã được bố mẹ dành tặng những lời động viên và cổ vũ để theo đuổi người đẹp. Trong khoảng thời gian hẹn hò, cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm trước công chúng khi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh ngọt ngào hay chăm chỉ đăng tải loạt khoảnh khắc tình tứ khiến người xem không khỏi ghen tị. Chàng doanh nhân cũng thường xuyên gửi lời yêu thương đến bạn gái trong những ngày đặc biệt. Nếu em chọn anh thì em không cần hỏi anh đang ở đâu nữa, vì anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Không chỉ vậy, trong những lúc người yêu đi diễn, các khán giả cũng nhiều lần bắt gặp khoảnh khắc chàng CEO người si nhìn người yêu say đắm trên sân khấu. Đặc biệt, những khoảnh khắc check-in sang chảnh cũng đã trở thành dấu ấn khó phai của cặp đôi đối với dân tình. Đáng chú ý, nàng hậu còn thường xuyên đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ trong những ngày nghỉ lễ hay cuối tuần. Chứng kiến hình ảnh Matt Liu xuất hiện trong bữa tiệc gia đình tại nhà Hương Giang, người hâm mộ đều mong chờ một đám cưới cổ tích cho chuyện tình của cả hai. Hoa hậu Hương Giang cũng từng lên tiếng về dự định làm đám cưới với Matt Liu, cô cho biết chuyện cưới hỏi là do bạn trai chủ động. Giang không nói rằng bao nhiêu tuổi Giang mới cưới, với Giang, chuyện đó phải xuất phát từ Matt, bạn ấy phải sẵn sàng và chúng mình cũng đã thống nhất với nhau chuyện đó, cầu hôn hay bất cứ điều gì hoàn toàn phải từ phía Matt. Matt phải biết thế nào là phù hợp và làm ơn đừng báo trước hay bàn bạc gì với Giang về chuyện này, hãy để đó là cái gì thật tự nhiên nhất, bởi chúng mình đã phải gồng gánh quá nhiều trên truyền thông, làm gì cũng phải suy tính xem như thế có được không. Chỉ một chuyện đấy thôi, hãy đừng bàn bạc với nhau. Vào tối ngày 19 tháng 8, cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ trước thông báo đường ai nấy đi của Hương Giang và Matt Liu trên trang cá nhân của mình. Người đẹp viết, một hành trình yêu khép lại, hành trình làm bạn sẽ mở ra. Sẽ luôn bên cạnh mỗi khi cần, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Những gì tốt đẹp nhất chúng ta đã dành cho nhau vẫn không có gì thay đổi được. Cảm ơn tất cả những điều tuyệt vời anh đã dành cho em. Always be you, my special man. Ngay phía dưới bài viết của Hương Giang, Matt Liu cũng đáp lại đầy tình cảm.
cảm ơn em luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh, sẽ luôn ủng hộ và quan tâm em trên con đường sắp tới. Trước đó 2 ngày, giữa tin đồn chia tay, mới đây, CEO Matt Liu bất ngờ đăng tải story ẩn ý trên Instagram khiến nhiều người càng thêm hoang mang. Cụ thể, nam CEO người Singapore đã viết dòng chữ gì em trên nền đen u ám như dự đoán trước một cái kết chẳng lành. Các fan hâm mộ đang không rõ chuyện gì xảy ra với Matt Liu, mọi người ai cũng lo lắng vì nghi vấn chuyện tình yêu của anh với Hương Giang sắp toang. Được biết, vào ngày 22 tháng 6 vừa qua, Hương Giang và Matt Liu chia sẻ hình ảnh tay trong tay hạnh phúc đi đánh golf để kỷ niệm 2 năm bên nhau. Động thái này đã phần nào đập tan tin đồn trục trặc tình cảm của cặp đôi suốt thời gian trước. Nhưng kể từ đó đến nay, hai người không còn đăng bài về nhau hay có bất kỳ tương tác nào trên mạng xã hội. Tuy nhiên, kể từ khi Hương Giang vướng vào bê bối ồn ào với anti-fan hồi cuối năm 2020, chuyện tình cảm của cặp đôi cũng dần kín tiếng và im ắng hơn. Dù vậy, sau khi Hương Giang trở lại, khán giả vẫn nhìn thấy sự ủng hộ, chăm sóc của bạn trai CEO dành cho nữ ca sĩ. Thời gian trước, Hương Giang và Matt Liu còn được mọi người đồn đoán dọn về sống chung một nhà qua việc soi những chi tiết trùng hợp. Không chỉ đối xử tốt với người yêu của mình, Matt Liu cũng rất quan tâm gia đình Hương Giang. Trong các sự kiện mà cô nàng tham gia, nam doanh nhân đều trở thành người tài xế tháp tùng nhị vị phụ huynh đến tận nơi. Tuy nhiên, khi cư dân mạng đã dần tin Matt Liu và Hương Giang là tình yêu đích thực chứ không phải là mối quan hệ hợp đồng để đánh bóng tên tuổi như lời đồn thì cả hai quyết định chia tay. Đừng quên subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất về showbiz Việt nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.